Chiều nay, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề về bảo đảm an toàn giao thông đối với học sinh. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dự chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên. Theo báo cáo, từ ngày 15 tháng 12 năm 2012 đến ngày 14 tháng 10 năm 2013, toàn quốc xảy ra trên 880 vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, chiếm gần 9% số vụ tai nạn giao thông toàn quốc, làm chết 490 người, bị thương trên 800 người. Trong đó có gần 740 vụ do thiếu niên học sinh gây ra. Lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc phát hiện xử lý gần 65.000 trường hợp học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền hơn 39 tỷ đồng, tạm giữ hơn 61.000 xe mô tô, trong đó có hơn 30.000 trường hợp chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy. Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng nêu rõ số vụ vi phạm an toàn giao thông liên quan đến học sinh tại Hưng Yên trong 10 tháng qua còn ở mức cao với 339 vụ, trong đó có 38 vụ tai nạn giao thông làm chết 23 người, bị thương 37 người. Tỷ lệ học sinh vi phạm chưa đủ tuổi đi xe máy chiếm 81%. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành chức năng, cơ quan, đoàn thể tăng cường triển khai các biện pháp để nhanh chóng kéo giảm số vụ vi phạm an toàn giao thông liên quan đến học sinh, tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng chức năng, nhà trường, gia đình trong việc quản lý và giáo dục học sinh, trong đó chú trọng trao đổi thông tin về vi phạm trật tự an toàn giao thông của học sinh, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý đối với các trường hợp học sinh vi phạm điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ điều kiện, chưa có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, lạng lách đánh võng, bốc đầu xe, đi xe dàn hàng ngang, đua xe trái phép, xử lý nghiêm cả các trường hợp giao xe cho học sinh điều khiển không đúng quy định.